Chào các bạn, mình hôm nay mình quay lại kênh của mình. Hôm nay mình quay video mình nói về cái việc mà update 3.0 các bạn, của Võ Thần Tam Quốc bạn. Đây là lần update thứ ba của Võ Thần Tam Quốc. Thì lần update này có tên là Võ Thần Thượng Cổ các bạn. Lần update này mình thấy có một số cái hay mà mình muốn các bạn lưu ý, và có nhiều anh em không để ý. Đầu tiên nhất đó là cái tên Võ Thần. Võ Thần đương nhiên là nó sẽ có ra một cái Võ Thần mới, một cái mới để chơi các bạn. Đây là tính năng mới các bạn. Thứ hai là điều chỉnh về quốc chiến. Đây các bạn nhìn thấy ha, này có nhiều bạn sẽ lên trang full tab, bạn sẽ đọc cho kỹ ha các bạn. Thì cái mà mình nhìn điều chỉnh quốc chiến các bạn, cổng thành xóa thành an toàn. Cái trưa nay mình bị không đi, mình vô là bị quýnh văng vào thành ngay đó các bạn. Rồi những cái mốc khác, những cái level đạt cái level 90, quà nạp lần thêm mốc quà nạp đầu mới. Các bạn thì để có những cái đó thì mình vô mình lưu ý các bạn một số cái mà vào update 3.0 nó có. Các bạn đợi mình xí, mình đang vô game, mình nói những cái update 3.0 các bạn. Đây, cái update 3.0 đầu tiên mà mình muốn nói đến các bạn mang cái tên Võ Thần đây, di tích thượng cổ các bạn. Đấy, cái này là đua thú rồi. Ờ đúng rồi, đua thú để lấy cái Võ Thần của bạn. Thì trong cái shop các bạn, shop rồi đây, shop Võ Thần đây. Đây là những cái Võ Thần mà mình có thể đánh đem ra, nó giống như con bét vậy các bạn, nhưng mà nó đẳng cấp hơn bét. Cái tiếp theo mà mình muốn nói các bạn đó là cái shop thời trang. Đây, shop thời trang. Đây, cái chỗ này là trước đây chỉ mua được 20 thôi các bạn, thì cái này giờ tăng lên 200 và 100 các bạn ha. Đặc biệt nhất là shop trang bị cam. Đây là điều mà mình rất nhiều lần đăng lên diễn đàn góp ý, nhưng mà đây lần thứ ba này mới được mở bán các bạn. Thì có những người chơi đó là full cam, full vàng rồi, full trang bị vàng, nhưng mà vẫn chưa qua được ải 50 hoặc phải 70 mới mua được cái tử linh này các bạn. Đây mình mới đổi các bạn, mình mới đổi cái tử linh thương thì mình không có cần, nhưng mà mình mới đổi cái tử linh này các bạn ha. Thì đây, cái lát nữa mình sẽ cho các bạn coi cái tử linh này, các bạn. Đây, shop này đương nhiên ải 50 các bạn qua ha. Đấy, bạn 40 chứ, 40 qua các bạn có nè. Thì cái thủ vật của này là 160, còn cái tử linh thì cao hơn một xí. Tử linh là 180, nghĩa là cao hơn 20 các bạn. Thì cái kiếm thì 270, còn cái kiếm bên đây là công 230 các bạn. Thì đó là cái điều mà shop thời trang là thay đổi trong kỳ update 3.0 các bạn. Còn cái quốc chiến thay đổi là có tướng đỏ các bạn. Đây, bạn nào muốn mua thì mua, không mua thì để dành điểm quốc chiến này để đi quấn nhau các bạn. Có tướng trần, nhưng mà có cái lệnh thảo phạt của cái quốc chiến nó mất tiêu rồi, mình không biết là sao lại phát mất nữa. Một ngày mình chỉ được xài được ít lệnh thôi, cái này mất rồi. Shop thời trang này không có gì để nói ha. Shop danh vọng, shop tướng thì cũng không có gì để nói. Còn cái tiếp đó là cái dẫn tiêu của bạn. Đây, cái dẫn tiêu thì các bạn đây có các bạn thì cái này là miễn phí. Còn bạn nào mà muốn lên tiêu đỏ để nhận được nhiều quà thì làm mới cao, nhưng mà mình khuyên bạn làm mới này làm phát là chắc top sẽ kiếm bạn đập xuống đấy. Mình thì mình chưa 6 giờ dẫn thì sẽ được tăng gấp đôi các bạn. Đây, có thời gian tăng gấp x2. Thì các bạn cứ bấm cho nhận tiêu thôi. Mình cũng đang đợi tới 6 giờ, đây gần tới rồi. Đây các bạn thấy những bạn đang top cao đây. Mình mà yếu lực chiến yếu mà đây, các bạn có thể cốp. Đây bạn bấm vô đây. Đây các bạn coi lực chiến nè. Rồi bạn bấm khiêu chiến. Còn những người nào khiêu chiến bạn cốp thắng á, thì người ta sẽ có chữ phục thù đây các bạn. Đó là cái này ta gọi là dẫn tiêu, mình gọi là dẫn tiêu đó. Mình cũng không biết các bạn nghĩ gì. Ngày mình có 10 cái khiêu chiến các bạn ha, 10 lượt khiêu chiến miễn phí. Còn một cái nữa mà mình cảm thấy hay đó là cái mình đã góp ý nhiều lần, đó là cái danh hiệu này các bạn. Cái danh hiệu này rất nhiều bạn, mình rất là bức xúc là tại sao khi mà làm nhiệm vụ không biết là mình đang ở nhiệm vụ thứ mấy đấy các bạn ha. Đây mình mới coi đây là cái thập tam thất tùng nè các bạn, giết man tộc
của mình mới có được có 96 trên trên 2000, nên này không biết chừng nào mới làm xong, nên gắng từ từ làm. Nghĩa là có cái phía trước để mình biết được rằng là mình làm được tới đâu, đó là điều rất hay các bạn. Cái nạp quà lần đầu gì đó. Thấy các bạn, đó là những điều mà mình tư vấn cho các bạn, những cái đây đấy, cái võ thần các bạn. Các bạn có thì các bạn gắn vô đây để cùng ra trận với team mà mình chưa có. Chắc này chắc chỉ có top mới có thôi. Này đồ giám của võ thần các bạn ha, từ màu xanh chuối, xanh lam tới tím vàng cam đỏ, này chắc chỉ có top mới có, mình chắc chả bao giờ có, mình không biết đến bao giờ mới có. Rồi các bạn ha, đó là những điều lưu ý của cái shop mới mà các bạn mong đợi. Đây mình view mới mới cái tử linh của các bạn. Đây mình thì hơi gà ạt, mình hơi gà nên cái tử linh mình mới mua mới đổi các bạn. Đấy rồi mình nói về cái update 3.0 tới đây. Xin chào các bạn.